Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video của kênh YouTube Xuân Vũ Audio. Thì hôm nay, như đọc tiêu đề thì mọi người đã đoán ra, mình sẽ giới thiệu với tất cả các bạn một combo hoàn hảo cho những chuyến đi du lịch này hay là những cái hoạt động đi thể thao dã ngoại của chúng ta. Thì đó là combo của chiếc Sony WIC400 và một chiếc máy nghe nhạc rất là nhỏ gọn, đó là Salling M1. Thì Salling họ có rất nhiều mẫu máy nghe nhạc M1 này, M2, M3, M2S, M3S, nhưng mà mình thấy cái mẫu M1 này là cái mẫu máy nghe nhạc mà nó đáp ứng được tất cả những yêu cầu của chúng ta trong một chuyến đi. Đó, chuyến đi xa. Thế còn về chiếc tai nghe Sony Wireless WIC400 thì sao? Nó là một mẫu tai nghe rất mới của Sony và nó cũng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên, kể cả về độ tiện lợi, độ di động, độ hoàn thiện này, về chất âm nó đều đáp ứng đủ cả. Thì đầu tiên các bạn thấy chiếc Sony WIC400 này nó được thiết kế theo cái dạng là đeo vòng qua cổ. Đó, phần hoàn thiện nó thì toàn bộ làm bằng nhựa, dây dạng tròn và cái phần housing này cũng làm bằng nhựa luôn, cho chúng ta một cảm giác rất là nhẹ và đeo vào thì nó cực kỳ thoải mái. Mình đã đeo cái tai nghe này và mình đi chạy bộ thì cái cảm giác của nó là không hề gây vướng víu hoặc là gây cản trở gì trong quá trình hoạt động của chúng ta cả. Bọn mình đã có một cái video nói cụ thể và nói chi tiết về cái chiếc tai nghe này, thì các bạn có thể tham khảo. Mình sẽ để một cái link của cái chiếc WIC400 này, WIC400 này ở dưới, các bạn hãy theo dõi. Tổng quan thì ở cái video này mình chỉ nói đến là nó có một cảm giác đeo cực kỳ gọn nhẹ và thuận tiện này, một cái chất âm tốt, âm của nó cân bằng, và kể cả trai hay gái thì chúng ta, hay là cho vợ, cho mẹ, cho người yêu chúng ta đi cùng đeo chiếc tai nghe này thì cũng đều cảm thấy thoải mái, nó không bị quá lấn át về những cái giải bass như là mấy cái anh đi tập gym hay đeo. Như vậy là chiếc tai nghe này rất là phù hợp cho chuyến đi của chúng ta. Thứ hai nữa là khi mà có một chiếc tai nghe wireless như vậy rồi thì chúng ta cần một cái nguồn phát, mà quan trọng đó là nó phải có Bluetooth. Thì mình lựa chọn của mình ở đây đó là chiếc Salling M1. Mình lựa chọn cái chiếc máy nghe nhạc này ấy là bởi vì nó rất là gọn nhẹ và độ hoàn thiện nó rất là tốt. Các bạn có thể thấy là khi mà mình đeo trên tay mà mình có một cái đai mình để vào tay ấy, thì đây mình gắn vào đây chẳng hạn, hoặc là mình gắn ở trên này, thì nó hoàn toàn là tay của mình khá là nhỏ mà nó đã ôm rất là khít như vậy rồi. Thì chiếc Salling này nó rất là dễ sử dụng nữa. Giống như các cái máy M2S hay M3S thì cái giao diện nó rất là thân thuộc với người dùng. Như là điện thoại thì ai cũng có thể sử dụng được cái máy nghe nhạc này, mình đảm bảo luôn. Và cái chất âm nó mang lại rất là tốt, hỗ trợ nhạc nói chung là cao cấp luôn đấy. FLAC, ALAC này, rồi là DSD64, DSD128 thì cái máy này đều xử lý được hết. Và nó, cái máy này một cái điều quan trọng nữa là cả hai cái chiếc tai nghe và cái chiếc máy nghe nhạc này nó có thời lượng pin rất là tốt. Pin của cái chiếc tai nghe này thì cho các bạn thoải mái nghe nhạc một ngày. Còn cái pin của chiếc máy nghe nhạc này thì các bạn có thể nghe được từ 9 cho đến 10 giờ, tức là một ngày các bạn đi du lịch về xong rồi tối các bạn về phòng các bạn nghỉ ngơi, các bạn sạc thì hôm sau các bạn lại chiến tiếp vẫn ok. Cái máy nghe nhạc này có khá là nhiều màu, có cả màu đỏ với lại một bản màu đen nữa. Còn cái chiếc tai nghe này thì có tận 5 màu, các bạn có cái link của cái video dưới các bạn xem nhé. Như vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn về một cái combo hoàn hảo cho một cái chuyến đi chơi, một chuyến đi du lịch, hoặc là đơn giản là các bạn chỉ mua về để một cái combo để các bạn đeo vào để chạy bộ, tập gym, tập thể thao. Thì tất cả những cái sản phẩm này, hai sản phẩm này nó rất là hoàn hảo và nó kết hợp với nhau vô cùng là hợp lý cho túi tiền chúng ta. Một chiếc tai nghe chỉ hơn 1 triệu và một chiếc máy nghe nhạc chỉ hơn 2 triệu đồng là chúng ta đã có một cái combo này, chất về cả về thiết kế này, chất về cả về chất âm này, và chất cả về cái độ đầu tư của chúng ta nữa. Thì đó, các bạn có cảm nhận như thế nào về cái combo như này, hay là các bạn có những cái combo nào mà nó hoàn thiện hơn, các bạn nghĩ là nó sẽ tốt hơn và nó hợp hơn, thì các bạn hãy để lại ý kiến ở phía bên dưới. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Tạm biệt.